Vâng, xin chào tất cả các bác. Thì quay lại với kênh của ở đây tình hình ha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với bác chị mình cái video quay về trên cảnh của núi Bà của anh chị. Thì bây giờ thì em đã đến nơi rồi các anh chị. Bây giờ thì em đến trên đỉnh núi rồi nè, một cảnh rất là đẹp luôn các chị ơi. Đây là Đức Phật, đây là Đức Bà hả các bạn chị, hình tượng của Bà Đen nè, là rất là lớn luôn các chị. Bây giờ ở trên đây thì coi như là du khách lên đây rất là đông luôn các anh chị ơi, rất đẹp luôn. Các cô anh chị thì cái cảnh mà ở trên núi dần xuống coi như là những cái vật ở dưới coi như là những cái cánh ruộng, cánh đồng ruộng hay là những cái nhà thì coi như là rất là bé các anh chị. Đó. Rất là nhỏ luôn. Ở dưới là em theo anh nhìn thấy là ở dưới đó là cái đó làm như là cái sân mà nó nằm ở dưới cái đỉnh núi của anh chị đó, nhìn thấy rất nhỏ. Còn xa xa kia là những cánh đồng lúa rất là nhỏ luôn của anh chị. Thì bên đây là cũng có một cái cáp treo nè của anh chị, bên đây cũng có một cáp treo nè ha, và bên đây cũng có một cáp treo nữa là cái thứ hai, coi như là ở trên núi bây giờ là có hai cái cáp treo lên đỉnh luôn của anh chị. Bên đây mà ngồi như là có cái quầy ăn uống dành riêng cho nhân viên cũng như là những khách thập phương đây mà để mà đi du lịch của anh chị. Bên đây quá là đông vui luôn các anh chị ơi, rất là đông luôn. Các anh chị thấy không, thì các bác thấy các anh chị thấy không, đây là rất là đẹp luôn. Với cảnh tượng Phật Bà này, hay là Phật tượng của hình ảnh của Bà Đen của anh chị, rất là nhiều du khách lên đây để mà coi như là tham quan cảnh trên đây. Thì coi như là phải nói được các anh chị, không thể bàn cãi rồi. Thì các anh chị nào mà có xem video thì hãy cho em một like ha, một cuộc chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi. Em sẽ chia sẻ những thông tin Tết Nguyên Đán này tại núi Bà Đen có tháng Giêng cho các anh chị cùng xem và theo dõi nha. Thank you.
Đây thì rất là đẹp luôn quá chị ơi, nhưng mà có cái là hơi nắng. Rất là nhiều du khách về đây để mà tham quan ngắm cảnh đẹp quá chị. Thì lên đây thì coi như là giống như sang một cái thành phố thu nhỏ quá chị, hay là một cái đoạn đường đi bộ coi như là người đi qua lại rất là tấp nập luôn, rất là vui luôn. Nói xa xa bên đó thì các quán chị thấy cánh đồng lúa không? Cánh đồng lúa xanh mơn mởn mà rất là nhỏ luôn. Rất là nhỏ các quán chị. Các quán chị thấy không? Đây thì có những nơi năm thanh nữ tú về đây để mà tham quan du lịch rất là đông luôn các quán chị. Đó. Thì xa xa thì có bên hông thì em thấy có một cái con đường họ sắp mở ra các anh chị, một cái con đường họ sắp mở ra để mà hình như là cho xe chạy lên hay gì đó các anh chị. Đó, xa xa em thấy một cái con đường hình như là họ mở ra để cho xe chạy lên sau lên tới trên đỉnh luôn à. Đó, các anh chị thấy không? Những cái chiếc xe bồn đang đậu bển rất là nhiều luôn rồi. Thì ở xa bên kia nữa thì các anh chị thì thấy ra là hồ Dầu Tiếng của anh chị. Hồ Dầu Tiếng. Các anh chị thấy hồ Dầu Tiếng. Đó, rất là rộng luôn. Thì những cái ô nhỏ nhỏ của anh chị thấy ở dưới đó là những cái thửa ruộng của anh chị. Ruộng lúa mình dưới đó mà nó ở trên đây lên đây dầm xuống thấy rất là nhỏ luôn. Nó có bánh chạy theo. Cảnh thì rất là đẹp quá anh chị. Vậy cô làm vô luôn đi cô làm. Không, chụp cũng dính người tùm lum mà, chụp ba đâu. Vô luôn đi có sao đâu, cũng dính người tùm lum mà đâu dính ba người đâu. Rồi thì có chị nào có vào kênh xem rồi hãy cho em một like một chia sẻ nhé, nhớ đừng quên ký kênh để ủng hộ em nhé. Rồi em cảm ơn tất cả quá chị rất nhiều ạ.